Cái con bé này hay nhở? Sao chị đi đâu mày cũng đi theo, chị làm gì mày cũng làm theo là như thế nào? Mẹ bảo đi theo chị. Thôi được rồi, ngoan ngồi đây chơi nhá, chị vào trong kia nấu cơm. Thế thích ăn gì nào? Chua ngọt. Ngọt. Ngoan thì cái gì cũng có. Dạ alo, con nghe này gì? Dạ em ngoan lắm ạ. Vâng, em đang ngủ rồi ạ. Cháu giúp gì trông em với nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào gì ạ? Ôi, ôi trời, tôi xin lỗi nhá, của cậu à? Thanh niên bây giờ chán thật đấy. Xin lỗi em nhé, hôm nay công ty chị nhiều việc quá nên chị về hơi muộn. À, hôm nay em có thích ăn sườn xào chua ngọt không, để chị vào nấu cho em nhé. Đợi chị nhé. Chú nhỏ của chị ơi, dậy đi ăn cơm nào. Này em. À, anh đẹp trai. Anh có quà cho em này. Búp bê xinh. Búp bê xinh. Đi với anh. Anh còn nhiều đồ chơi lắm. Không. 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 Cho em chai nước ngọt này. Anh định chuốc thuốc mê tôi hay là định đưa tôi đi đâu? Anh đi đâu? Cậu định chạy đi đâu hả? Tên yêu dâu xanh chuyên đi lừa đảo, bắt cóc và xâm hại trẻ em. Cô nói gì vậy? Tôi là người đàng hoàng đấy. Đàng hoàng mà lại đi rình mò để tìm cơ hội làm chuyện đồi bại à? Hôm chạm mặt cậu ở ngoài đường, tôi đã có chút nghi ngờ về hành vi của cậu lén lút. Hơn nữa cậu cầm bao tải đi nhặt ve chai, nhưng cậu lại không thèm nhặt những chai nhựa nên tôi càng có chứng cứ để nghi ngờ cậu. Hôm đó tôi về nhà, phát hiện em gái bị chút thuốc mê. Nhưng cũng may là nó nghe lời tôi về nhà đúng giờ. Nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
cô nghĩ những lời nói vô căn cứ của cô có thể buộc tội được tôi sao? Anh nghĩ là tôi sẽ để anh nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật à? Sau khi em tôi tỉnh lại, tôi đã dò hỏi nhẹ nhàng. Dần dần em tôi kể lại có một anh thanh niên cho búp bê và kẹo. Sau đó anh ta có ý định sờ vào người mình. Sao cô lại đi tin đứa ngu ngu ngơ ngơ như thế? Lúc nói thật, lúc nói dối. Những lời nói đấy không buộc tội được tôi đâu. Thế thì anh lại có suy nghĩ viển vông rồi. Tôi đã kiểm tra camera và biết được rằng anh chuyên quanh quẩn ở nhà tôi để mà tìm cơ hội tiếp cận em tôi. Tôi đã theo chân cậu và phát hiện ra cậu móc nối với các tổ chức buôn người trong quốc gia. Thì cũng phải từ từ chứ. Đang có con hàng mới, ngon lắm. Nhờ hơi ngáo ngơ một tí. Không sao, chắc là khách thích. Thế đã. Đi. Cô càng nói càng được cười đấy. Tôi đã đặt camera để dụ cậu vào trong rồi. Và tôi biết được điểm yếu của em gái tôi, nên tôi đã giả điên để mà gài cậu đấy. Em gái, có chị ở đây rồi, em đừng sợ. Cho đồ chơi, không ấy, chạm mẹ. Thằng khốn! Có phải những món đồ chơi này mày tẩm thuốc mê để thực hiện hành vi đồi bại của mình cũng đúng không? Tôi đã kiểm tra con gấu bông mà cậu tặng cho em gái của tôi ấy. Nó có thuốc mê và tôi đã mang đi kiểm tra rồi. Anh ơi, có kết quả chưa ạ? À, có rồi đấy em ạ. Đây là loại thuốc mê cực mạnh, gây ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh của con người, có thể gây ảo giác. Mà em cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nhân chứng, vật chứng đã có đầy đủ. Bây giờ cậu phải trả giá cho những hành vi đồi bại của mình. Cảm ơn nữ tham tử đã phát hiện ra cái hành vi vi phạm này. Còn anh, mời anh theo chúng tôi về trụ sở để làm việc. Hồng Anh, trời ơi. Em đừng sợ đâu nhá, bởi vì chị của em là nữ thám tử mà. Yên chị. Chiều Anh ơi. Mới sáng ra mà sao uể oải thế, chưa ăn sáng à? Em đã ăn uống gì đâu. Dạo này công ty nhiều việc, với cả em nhận thêm dự án, hôm qua thức cả đêm phải làm ấy. À, ý cậu là định tranh cái chức nhân viên ưu tú của công ty đúng không? Không, em phải nhường cho chị chứ. Dạo này em mệt, cả yếu đuối lắm, không làm đâu. Úi giời, yếu đuối. Mà công nhận ấy, công ty dạo này cũng nhiều việc thật. Mà thôi, lên đi, không thì muộn giờ đấy. Vâng. Này, em phải tạo cái khung ở đây thì mới đúng được. Đây, em giới thiệu với mọi người, đây là Trang, nhân viên mới của kinh doanh chúng ta. Đây là Hồng Anh và Bảo, vừa làm quen rồi giúp đỡ nhau làm việc nhé. Em bị làm sao đấy? Chị, người đâu mà xinh thế hả chị? Trời ơi, thấy gái là tớn cái mắt lên. Em chào anh chị ạ, em mới tới đây làm việc, mong chị giúp đỡ ạ. Em yên tâm, anh chị sẽ giúp đỡ em mà. Không có gì đâu em, vừa xinh vừa khiêm tốn thế này, em có. Mày làm thế em mới sợ hay sao? Thôi, mọi người tập trung về làm việc đi, nhá. Vâng, em xin phép đi làm việc ạ. Đấy, nốt chỗ này thôi, nhớ chưa? Em gửi cho chị đấy, chị xem đi.
Rồi, chị xem rồi, nói chung là cũng khá ổn đấy. Mọi người ơi, em muốn giới thiệu mọi người này. Trà vải cho chị Hồng Anh, trà đào cho anh Bảo. À, sao em biết chị thì uống trà vải, lại còn biết cả sở thích của Bảo nữa. Chị này, ta chú đáo, chị có làm chuyện. Trang này, em vừa xinh vừa đáng yêu như thế này, em có may lắm chưa? Thằng này, bổ lộ. Gọi em ra đây có việc gì mà phải kín đáo thế ạ? Dạo này nhân viên nghỉ việc nhiều một cách bất thường, tình hình nhân sự rất là khó khăn. Em xem tìm hiểu giúp chị nhé. Vâng, em sẽ cố gắng tìm hiểu ạ. Sắp tới công ty ký một hợp đồng rất là quan trọng với cả công ty Thành Long. Đây là một dự án lớn đấy, bọn em cố gắng lên nhé. Dạ vâng, em hiểu. Chị trước đây. Vâng. Em ở lại đây trông xe đi, chị với cả Bảo mang tiền lên cho khách hàng là được rồi. Cậu đã chuẩn bị tiền đầy đủ cho đối tác chưa? Chị yên tâm, em cầm ở đây rồi. Chân, em cầm nhầm túi của Trang. Cái kiểu gì đấy? Đi xuống lấy đi, nhanh lên. Trang, Trang ơi, làm sao đấy? Chị Hồng Anh ơi, Trang có chuyện rồi. Hả? Sao đấy? Trang, em làm sao đấy? Chết rồi chị ơi, em phát hiện ra anh Bảo cầm nhầm túi của em. Em đang định mang lên đổi thì bị cướp mất rồi chị ạ. Cướp á? Sao lại có cướp được? Mà em có bị làm sao không? Em không sao ạ. Nhưng mà tiền bị cướp hết rồi. Mày! Mày! Để yên để chị tính. Có mẩu thuốc lá ở đây nhỉ? Ban nãy đi rõ ràng chỗ này rất sạch sẽ cơ mà. Em nghĩ là của tên cướp để lại chị. Trang, có phải là lúc nãy tên cướp đánh ngất em xong rồi đi luôn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không phải chính em và kẻ lạ mặt đã dựng chuyện lên để cướp tiền của công ty à? Chị nói vậy là sao ạ? Đúng ấy, chị không có bằng chứng gì sao lại nói Trang như thế? Đây, đây chính là bằng chứng này. Cô nói cô vừa bước chân xuống xe thì đã bị tên trộm đánh ngất. Thế nhưng mà tàn thuốc này vẫn còn nóng, chứng tỏ là vừa mới có người hút thuốc ở đây xong. Mà chẳng lẽ tên trộm cướp được tiền xong nó đứng đây nó hút à? Cái này em không biết ạ. Cô nói cô đã chống trả quyết liệt đúng không? Thế nhưng mà tại sao tóc tai, quần áo của cô không hề bị sộc sạch? Chỉ có vài vết xước ở trên tay. Vết xước này là cô cố tình tạo ra để mà lừa chúng tôi đúng không? Hơn nữa ban nãy ở trên xe tôi còn thấy cô liên tục động vào điện thoại. Chắc hẳn là đang nhắn tin cho đồng bọn. Cô... Chị ơi, em xin lỗi. Tất cả là tại lòng tham của em nổi lên. Nhất định em sẽ trả đủ ạ. Thôi, cô đừng có giả vờ cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng nữa. Ngay từ hôm đầu tiên cô vào công ty, tôi đã biết thừa cô là gián điệp để giở trò rồi. Những ngày đầu tiên cô đến công ty, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô nắm rõ sở thích và tâm lý của mọi người trong công ty. Sao em biết chị thì uống trà vải, lại còn biết cả sở thích của Bảo nữa. Cô luôn luôn xung phong đi in tài liệu, dọn phòng họp, mục đích là để theo dõi, thu thập tài liệu và gắn camera.
Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã thấy cô trông quen quen rồi. Dù đã thay đổi kiểu tóc, nhưng hình xăm trên cổ làm tôi nhận ra ngay. Cô chính là người của tập đoàn Thuận Tú, đối thủ đã thua công ty tôi trong buổi đấu giá năm ngoái. Cô đã tìm được một cuốn sổ ghi chép, trong đó có ghi chép sở thích cá nhân, tình hình công ty. Tôi còn tìm được một USB chứa dữ liệu quan trọng của công ty nữa. Tôi tiếp tục theo dõi và quả nhiên bắt gặp cô để nói chuyện với thư ký riêng của giám đốc công ty Thuận Tú. Lũ nhân viên ở đấy ngu ngốc lắm, tin em một phép. Em đang nắm trong tay toàn bộ tài liệu mật của công ty An Phát rồi. Thế còn việc ký kết hợp đồng thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa? Chị yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi. Cả nhân sự bên đấy nữa, nhanh chóng kéo hết nhân tài bên đấy sang đây. Nhất định sếp sẽ thưởng lớn đấy. Cô có cách thì tôi cũng có cách thôi. Cuộc họp ngày hôm nay là tôi tự nghĩ ra để lừa cô vào chồng đấy. Camera tôi cũng đã đặt ở trên xe rồi. Tôi phải có bằng chứng rõ ràng cụ thể chứ. Mình cùng xem nhé. Alo, đã đến chưa đấy? Có tiền không? Đưa đây. Tiền ơi, đúng như kế hoạch. Nhanh lên, còn đừng đến mua thuốc nữa. Còn đâu phát hiện ra bây giờ. Chuẩn bị ấy, diễn cho tốt vào. Bằng chứng đầy đủ cả rồi. Cô còn chối cãi được gì nữa hay không? Cô giỏi lắm. Thôi, bây giờ dẫn em đi lên phường nhé. Chị giỏi thật đấy, đúng là nhân viên số 1 của công ty. Chỉ có em mới là ngốc thôi. Cô xinh thật đấy, nhưng không thoát khỏi bàn tay của chị ông anh không. Đi. Chị là đến hơi lâu ấy. Làm gì mà chăm chú thế? Em là đang chăm sóc da để lấy lại vẻ đẹp thanh xuân á. Như rồi. Cô có cả thanh xuân cơ á. Tôi tưởng là sắc đẹp của cô là trường tồn mãi mãi với thời gian. Mãi mãi là cái gì? Đây chị nhìn đây này. Rồi ôi, mặt lếp nhăn lên này, khô hết cả da rồi. Đợt tới này mà dư giả, làm từ đầu đến chân luôn. Thôi, tôi biết rồi, tôi biết vẻ đẹp của cô nó như thế nào rồi. Mà em mua cái gì đấy? Xin miếng. Muốn dùng à? Cái đấy. Đây này, mua đi, đợt tới em bán đấy. Mua nhiều em sẽ chiết khấu cho. Em bán á? Thời buổi dịch bệnh bây giờ ấy, mình phải tìm mọi cách để kinh doanh chứ. Đợt này em chưa quả lớn luôn, lấy tiền sang Thái luôn. Nhưng mà bây giờ dịch bệnh làm sao mà đi được. Nhưng mà trước mắt cứ buôn bán á. Chắc là vài bữa nữa thẩm mỹ lại mở lại thôi. Nhưng mà cái này có an toàn không? Ok ấy, chị cũng chơi luôn. An toàn cũng an toàn, nhưng mà quan trọng là phải có kinh phí. Ôi giời ơi, tưởng cái gì, chứ cái đấy là chuyện nhỏ. Hàng ngày cô cứ qua đây, tôi nấu cơm miễn phí cho cô ăn là được chứ gì. Canh rau, dưa cà được rồi. Ok luôn. Chị em mình đi luôn nhỉ? từ từ. Ngoài nắng to quá, em dùng kem chống nắng đã.
Ôi dồi ôi, người đẹp ơi, làm cái gì ra đây, bàn chuyện xem nào. Đấy, đấm chút. Chị ơi, vào đây. Chết rồi, em xin lỗi. Nhà em bừa bộn quá. Chị ngồi đây đi ạ. Hai người ngồi đi. Này, vào thẳng vấn đề luôn nhá. Tôi với bà chị đây ấy, chung vốn để làm ăn với người đẹp đấy. À, như lần trước mà em đã nói với anh Bảo. Ơ? À nhầm, chị Bảo. Thì sắp tới em định đẩy mạnh thương hiệu mỹ phẩm truyền trắng đặc biệt. Cái này nếu như mà đẩy mạnh thành công ấy, thì chỉ trong một thời gian ngắn thì doanh thu sẽ tăng lên vèo vèo đấy. Thế thương hiệu bên mình là có an toàn với uy tín không em? Cái này thì chị yên tâm, công nghệ sản xuất độc quyền chỉ bên em có. Em đã phải bỏ tiền ra để mua công nghệ bên Hàn Quốc về đấy chị ạ. Này, bà chị ấy không phải lăn tăn gì đâu. Sử dụng cái kem này ấy, nó còn tốt hơn, tối ưu hóa hơn là cái việc mà bà chị đi chăm sóc da ở spa đấy. Ngày cứ 2-3 lọ rồi nhá, là da sáng mịn như da bé luôn. Thế lượng vốn ban đầu ấy, mình cho vào thì khoảng bao nhiêu? Thời gian đầu thì chúng ta chỉ cần bỏ một khoản tiền lớn vào đấy. Sau khi có doanh thu rồi thì mỗi tháng chỉ cần đóng 2% thôi. Khoản tiền lớn cụ thể là bao nhiêu hả em? Cứ cho là 60% đi. Bây giờ chị em chúng ta hùn vốn vào thì sẽ có một khoản lớn để đầu tư. Mất nhiều thế cơ? Ôi, muốn làm ăn lớn ấy, thì phải có đầu tư chứ. Muốn giữ da đẹp ấy, phải chăm sóc da đều, đúng chưa? Thôi được rồi, chị sẽ kết hợp với em. Mong rằng kết hợp này của chúng ta sẽ phất lên vù vù. Em đảm bảo với chị là sẽ phất lên như diều gặp gió. Chị thấy cũng được ấy, nhưng mà cái chữ này mình chỉ xuống một tí. Ôi giời ơi, trời ơi. Sao? Tôi nhìn cái mặt em đi đấy. Ui, sao mà ghê thế, mặt bị làm sao đây? Trời ơi, nào là công nghệ Hàn Quốc rồi. Chuyện trắng, chị nám, số nhất. Trời ơi. Này, bà có nhầm lẫn gì không đấy? Hàng của tôi vẫn dùng thường xuyên mà. Hay là em dùng nhiều loại kem trộn với nhau, đánh nhau nó lên mụn chứ làm sao? Nhiều cái gì, em chỉ có dùng một loại này thôi. Này, bà đừng có mà pháo chuyện làm ăn của tôi nhá. Cứ dùng cho lắm kem trôi nổi vào, xong đến đây mà ăn vạ đấy. Đúng rồi đấy, đừng có phá chuyện làm ăn của người khác. Hai người của nhau hãy tôi đúng không? Tôi rút, trả đi. Rút cái gì? Trả cái gì? Tôi rút vốn, tôi không làm nữa. Xin lỗi nhá, bây giờ muốn rút vốn ấy thì phải đợi 6 tháng nữa. Bởi vì hàng tồn bây giờ còn rất là nhiều. Đến khi nào mà bán hết hàng tồn ấy thì lúc đấy tôi sẽ trả tiền cho người đẹp nhá. Đúng là cái đồ BD không ai ưa được. Này, nói gì vậy? Muốn bắt sao? Đâu ra cái kiểu BD, sáng nắng chiều mưa, ai mà chịu được cơ chứ? Thôi kệ nó đi em. À, mà chị báo cho em một tin vui nhá, là chị vừa mới nhận được một đơn xỉ ấy, nhiều lắm. Ôi thật à chị? Ừ. Số lượng bao nhiêu ạ? Gấp đôi số lượng trong kho nhà mình cơ. Thế bao giờ họ cần ạ? Nhưng mà người ta đang còn gấp, sang tuần là người ta lấy rồi. Ừ, cũng gấp thật đấy, em sợ không kịp ý. Thế thôi thì để chị làm cùng với em. Được không? Dạ vâng, thì cũng được ạ. Chị cố gắng giúp đỡ em thời gian này nhá. Ừ đúng rồi, mình đã phải giao hàng cho người ta đúng hẹn. Để lần sau ấy người ta thấy mình uy tín, người ta lại nhận nhiều hơn. Vâng ạ, thế bây giờ em với chị vào kho đóng hàng nhá. Ok. Trang ơi! Trang ơi! Chị Yên đây có việc gì thế ạ? À, chị thấy em chế biến một mình nên là qua giúp em. Dạ tôi không cần đâu ạ, em làm xong hết rồi, chị đi về đi. Tôi đi về để cô thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Chị nói vậy là sao ạ? Cô đúng là một tên lừa đảo trắng trợn với thủ đoạn tinh vi. Kem dưỡng da của cô toàn hàng kém chất lượng và toàn chất độc hại thôi. Sao? Cô cứ nghĩ là tôi ở phe cô à? Bảo! Sao thế ạ? Buôn bán gian dối không thoát được khỏi vòng lao lý đâu nhé. Sao? Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy nhan sắc của Bảo vẫn xinh đẹp bình thường đúng không?
Hóa ra hai người hùa với nhau để lừa tôi à? No, con hiểu sai rồi. Bảo bị dị ứng là thật, và tôi cũng muốn đầu tư là thật. Nhưng từ lúc tiếp xúc với cô ấy, tôi mới biết được cô là cái loại lừa đảo đội lốt nữ doanh nhân. Sau khi đến địa bàn, tôi phát hiện nhà cô như một cái kho. Bên ngoài có các bao tải, thùng đồ không có tem nhãn mác gì cả. Trên sàn nhà có vương rất nhiều loại bột. Tôi đã cố tình dẫm chân vào để lấy mẫu giám định, và kết quả đúng như những gì tôi dự đoán. Tất cả đều là bột hóa chất độc hại có khả năng tẩy da rất mạnh, có thể dẫn tới bỏng cấp độ nặng. Đây, kết quả xét nghiệm đây này. Chết rồi, đúng rồi đấy chị ạ. Ủa, mặt em bị nặng như thế này phải đi bệnh viện thôi. Chị đi luôn chị nhá. À, khoan đã. Chị có ý này. Thế nào, những điều tôi nói là đúng chứ? Cái hôm mà Bảo đến nhà cô làm loạn ấy cũng là kịch bản của tôi đấy. Tôi cố tình cạch mặt Bảo để lấy lòng tin của cô, thế mà không ngờ cô cho tôi vào kho hàng thật. Một người rất cẩn trọng. Khi chế biến cô không hề cho ai vào làm cùng với cô. Cẩn thận hơn nữa là cô toàn làm việc vào lúc nửa đêm. Cô xem đi. Kem dưỡng da của cô chế biến toàn thành phần rẻ tiền, thế nhưng mà lại bán với giá cắt cổ. Nào là trắng không phù phép, nào là từ bà già hóa thành trẻ, đúng là lừa đảo trắng trợn. Thế thì đã làm sao? Hai người làm gì tôi? Hành vi của tôi không ảnh hưởng đến ai cả. Đã có ai bị gì đâu? Không bị làm sao á? Chỉ vì cái keo của cô nhá, mà tôi không dám ra đường đấy nhá. Đây, nhân chứng vật chứng tôi đã có đầy đủ. Tội danh lừa đảo lòng tin, chiếm đoạt tài sản của tôi và Bảo cũng đã đủ kết tội cô rồi. Bây giờ ấy, cô vào trong tù mà sám hối đi. Chào cô, chúng tôi là cơ quan công an. Bây giờ mời cô theo chúng tôi về trụ sở làm việc. Thôi, bây giờ vào trong tù mà bắt đầu lại sự nghiệp nhé. Mời cô. Con gái ấy, vì mình hết nhan chế cái này.